Kính thưa quý vị, luật sư người Mỹ và chuyên gia về Trung Quốc nổi tiếng, tiến sĩ Gok Dong Chang, tác giả của cuốn sách Bán chạy, Trung Quốc sắp sụp đổ, mới đây đã gửi một cảnh báo trên tờ Nghị báo vào ngày 23 tháng 8 và ông đã nói rằng Trung Quốc đang chuẩn bị cho chiến tranh. Cảnh báo này phù hợp với một số xu hướng gần đây được lan truyền trong các lĩnh vực khác nhau. Nhất là khi tập đoàn quân số 80 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng một bình luận nói rằng ghi nhớ trách nhiệm cơ bản là chuẩn bị cho chiến tranh và tấn công trong quá trình trở thành một đội quân hùng mạnh. Một số tiểu phấn hồng của Trung Quốc còn bày tỏ mong muốn hai bờ eo biển Đài Loan sớm thống nhất. Để hiểu rõ hơn về loạt động thái đáng ngờ trong nội tình Trung Quốc, kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung phân tích và bình luận của DKN TV trong bản tin ngày hôm nay. Trong bài viết này, tiến sĩ Gok Dong Chang đã cho biết, một doanh nhân người Trung Quốc chuyên sản xuất thiết bị y tế vào tháng trước đã nói chuyện với ông rằng các quan chức chính quyền địa phương tại Trung Quốc đã yêu cầu doanh nhân này chuyển đổi dây chuyền sản xuất của ông ấy ở Trung Quốc để chuyển đổi sang cung cấp các sản phẩm quân sự cho quân đội. Hướng dẫn tương tự cũng đã được ban hành cho các nhà sản xuất khác. Ngoài ra, các học giả ở Trung Quốc cũng đã báo cáo rằng các trường đại học ở nước này đã liên tục trục xuất các đồng nghiệp nước ngoài như thể là đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh. Tiến sĩ Gok Dong Chang tiếp tục đề cập đến dự luật sửa đổi luật quốc phòng có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm ngoái. Có nhiều nhà phân tích thường nhất trí quan điểm về việc chuyển giao quyền lực cho Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ làm suy yếu vai trò của Hội đồng Nhà nước. Nhưng tiến sĩ Gok Dong Chang thì tin rằng việc sửa đổi là có vai trò khác. Richard Fisher, thành viên cấp cao của Trung tâm Đánh giá và Chiến lược Quốc tế của Hoa Kỳ, đã nói với ông Gok Dong Chang về việc sửa đổi cho thấy Trung Quốc muốn huy động quân sự trên khắp đại lục để tiến hành chiến tranh và trao cho Quân ủy Trung ương quyền lực chính thức để kiểm soát khả năng can thiệp quân sự toàn cầu trong tương lai của Trung Quốc. Ông Fisher cũng đã nói rằng Trung Quốc đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tàn bạo trong suốt 40 năm qua và giờ đây đang đẩy nhanh kế hoạch chuẩn bị cho cuộc chiến toàn diện. Tiến sĩ Gok Dong Chang cũng đề cập rằng, vào tháng 3 năm nay, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành một chỉ thị nội bộ rằng cấm vợ chồng hoặc con cái của các quan chức cấp bộ sở hữu bất động sản nước ngoài hoặc là cổ phần đăng ký nước ngoài, trừ khi có những trường hợp cụ thể. Các quan chức này và người thân của họ không được phép mở tài khoản tại các tổ chức tài chính nước ngoài. Đây là phản ứng của các quan chức Trung Quốc ngay sau khi các quan chức của Nga bị trừng phạt vì chiến tranh Ukraine, dường như có một mục đích nhằm ngăn chặn các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị trừng phạt, tịch thu tài sản giống như các tài phiệt của Nga đang phải gánh chịu. Vào ngày 22 tháng 4 năm nay, các quan chức từ Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã gặp đại diện của hàng chục ngân hàng, bao gồm HSBC, để thảo luận về những gì mà Bắc Kinh có thể làm nếu như Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. Tờ Financial Times cho biết việc triệu tập cuộc họp khẩn cấp là một dấu hiệu đáng ngại vì có một yếu tố có thể kích hoạt các biện pháp trừng phạt như vậy, chính là cuộc xâm lược nhắm vào Đài Loan của Trung Quốc. Tiến sĩ Gok Dong Chang cho rằng loạt động thái này của Trung Quốc đã cho thấy chính quyền Bắc Kinh đang lên kế hoạch cho chiến tranh. Ông đã liệt kê một loạt các hành động khiêu khích quân sự của Trung Quốc, không chỉ ở Đài Loan, từ biên giới Trung Quốc-Ấn Độ cho đến Biển Đông, tất cả đều thể hiện sự hung hăng cao độ. Ngoài ra, gần đây còn có một tin tức rất đáng chú ý, đó là Cơ quan Hải quan Liên bang Thụy Sĩ đã cho biết Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 80 tấn vàng từ Thụy Sĩ trong tháng 7, nhiều nhất kể từ năm 2016, gần gấp đôi so với tháng 6 và gấp 8 lần so với tháng 5 năm nay. Kênh tin tức tài chính và kinh tế LT Vision đã cho biết, ban đầu, hãng tin Bloomberg đã tiết lộ rằng các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không xác nhận thông tin đột nhiên nhập khẩu vàng với số lượng lớn như vậy. Kiểu che giấu này gây tò mò. Hơn nữa, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ đột nhiên nhập khẩu vàng ồ ạt vào tháng 7 năm nay, mà đảng này đã nhập khẩu tổng cộng 2.200 tấn vàng trong 3 năm qua. Và trong 3 năm qua, tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng lên đáng kể. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại phải dốc toàn lực để nhập khẩu vàng trong 3 năm qua? Kênh tin tức tài chính và kinh tế LT Vision đã cho rằng ông Putin đã có hành động tương tự trước khi xâm lược nước láng giềng Ukraine. Trong vòng 5 năm, gần như Nga đã sử dụng tất cả dự trữ ngoại hối để đi mua vàng với một số lượng rất lớn, thậm chí chuyển đổi cả đô la Mỹ thành vàng. Điều này thực sự là để chuẩn bị cho các biện pháp trừng phạt quốc tế. Nếu xem xét cẩn thận thì chúng ta cũng thấy rằng khoảng thời gian mà Đảng Cộng sản Trung Quốc mua vàng lại trùng khớp với khoảng thời gian mà ông Tập gia tăng đe dọa sử dụng vũ lực đối với Đài Loan.
Bởi thế, không thể loại trừ việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tập trung nguồn lực để tiến hành sử dụng vũ lực để xâm chiếm Đài Loan. Kính thưa quý vị, chuyên mục phân tích và bình luận của DKN TV xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.